mỗi khi làng vào mùa lễ hội truyền thống, cũng như vào những dịp mừng chiến thắng, mừng nhà sông mới, mừng ăn lúa mới. Từ người già, người trẻ, đàn ông cũng như đàn bà, việc đánh cồng chiêng và nối rộng vòng xoan đã thành hoạt động tinh thần gắn với đời sống hàng ngày, trở thành máu thịt của người dân tộc thiểu số ở huyện Đắc Hà. Cũng bởi cồng chiêng múa xoan đã trở thành một món ăn tinh thần không thể thiếu của dân làng, nên để giữ gìn nét đẹp văn hóa này, các bà, các mẹ, những người cha, người ông và các thầy cô giáo đã cất công truyền dạy cho lớp lớp những búp non mới nhú của núi rừng từng nhịp chiêng, nhịp xoan và dạy cho thế hệ trẻ cả cái cách cảm thụ thứ tình yêu bền chặt với chiêng xoan. Trước kia thì ông cha vừa xưa thì cũng dạy cho mấy đứa cháu, rồi dạy mấy đứa của chúng tôi bây giờ thì cũng không cho quen. Sau này thì nếu mà tôi già tôi cũng dạy cho mấy đứa cháu nhỏ nữa, dần dần không cho nó quen đến phong tục của người địa phương. Nói chung thì xưa thì cụ không biết, thì ông già bà già xưa thì nó dạy, bây giờ thì mình để dạy cho mấy đứa cháu nhỏ nữa thường xuyên, hoặc nói chung thì cái điệu cồng chiêng thì cũng hay theo phong tục người dân làng và trong truyền thống của mình. Mình ưa, mình thích, mình thấy người ta đánh chiêng tôi cũng đi theo, đằng sau là mình cũng xin ông bố mình cho mình lấy chiêng đây, là mình tự xin là mình tập, mình dùng cái tiếng Ninh đây, là mình tôi vừa đánh nó xong rồi là mình cùng để mình tập mấy đứa con cháu thiếu nhi mà con cháu là vẫn được tập, có mấy đứa là nó vẫn đánh được rồi. May mắn có mặt tại một cuộc hội ngộ giao lưu văn hóa cổng chiêng xoang học sinh dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum, hoạt động nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của người dân tộc bản địa trên địa bàn tỉnh. Những đóa hoa pơ lang của buôn làng đang học tập tại những mái trường trung học phổ thông dân tộc nội trú Đắc Hà đã tái hiện lại nghi lễ mừng lúa mới của người dân tộc Sơ Đăng, cộng đồng người dân tộc thiểu số có truyền thống lâu đời nhất của quê hương Đắc Hà. Nghi lễ là sự kết hợp của nhiều thủ tục truyền thống như đâm trâu, đón lúa mới vào nhà, giã gạo, nấu nồi cơm mới và mời khách ăn cơm mới. Những nghi lễ đậm đà bản sắc được thể hiện đúng theo truyền thống, kết hợp với âm thanh vang vọng của cồng chiêng, những động tác xoang vừa uyển chuyển vừa sống động của các chàng trai cô gái từ những mảng màu khác nhau của núi rừng, với thổ cẩm, với đôi chân trần trên đất, với tâm huyết của tuổi trẻ đã tái hiện nên một bức tranh hài hòa sống động về lễ hội mừng lúa mới của người dân tộc thiểu số Tây Nguyên. Đối với em, mà em được giao lưu với các trường khác, dân tộc khác, mà em rất là tự hào về bản sắc dân tộc của em, cũng như là của em từ dân tộc khác được làm quen với dân tộc rất là nhiều dân tộc, khi từ huyện sang đến tỉnh là dân tộc khác gặp nhau thì cảm thấy rất là vui. Còn em tập ở trường xong về làng và em cũng hướng dẫn cho các em nhỏ tập để giữ gìn bản sắc dân tộc của em. Cảm xúc nó rất là hào hứng và rất là vui. Bởi vì rất là giống như là người ta nói là phấn khởi, bởi vì được gặp tất cả các bạn ở tỉnh mình và được làm quen với rất là nhiều bạn, được học hỏi những kiến thức về múa xoang, múa cồng chiêng của tỉnh mình nữa. Bởi vì cồng chiêng của tỉnh mình làm rất là đẹp và rất là văn hóa, nên chúng em sẽ phát huy bản sắc dân tộc này mãi mãi, sẽ không bao giờ quên. Người Tây Nguyên chưa bao giờ thôi yêu những làn điệu mà cha ông họ bao đời dựng xây. Ở những bản làng xa xôi, nơi ký ức về những tháng ngày đói khổ vẫn chưa nguôi, nơi ánh điện và văn hóa đa dạng của nhiều vùng miền đã vượt qua ngọn núi cao trước làng về với dân làng, thì tất thảy người già và trẻ nhỏ người dân tộc thiểu số ở huyện Đắc Hà vẫn giữ lấy cổng chiêng xoang như linh hồn, như nguồn cội. Người già đánh cồng chiêng nối rộng những vòng xoang và truyền lại cho những người con, người cháu của mình. Những đứa trẻ lớn lên từ làng hay phố thị
cần mẫn tìm tòi, say mê múa hát trong những mái nhà rông cao vút bên ánh lửa bập bùng. Và trân trọng biết bao khi các trường học, dù ở ngoài trung tâm huyện hay vùng sâu, vùng xa, cũng cùng góp sức triển khai nhiều hoạt động truyền dạy cồng chiêng xoang, làm các em thêm yêu, thêm gắn bó với kho báu văn hóa của ngàn đời cha ông để lại. Hôm nay tôi rất phấn khởi và vui vẻ, tất cả những 17 đội đã đều tập trung ở đây thì tôi sẽ rất là vui vẻ, cảm động. Sau kỳ thi này tôi sẽ về địa phương để dạy, truyền dạy cho học sinh các trường khác nữa, chứ không để là mãi trường này đâu. Nhà trường tiếp tục phát huy tốt cái bản sắc văn hóa của dân tộc, và đặc biệt là tiếp tục mời các nghệ nhân về truyền đạt lại múa cồng xoang và đánh cồng chiêng cho các em học sinh, đặc biệt là các em học sinh nhỏ tuổi, để các em lưu giữ lại những truyền thống tốt đẹp của dân tộc mình. Cũng bởi cồng chiêng giữ một vai trò rất quan trọng trong các nghi lễ, mỗi bài cồng chiêng đều thể hiện một ngôn ngữ tình cảm, tín ngưỡng khác nhau. Và hơn hết, tiếng cồng, tiếng chiêng đã trở thành âm thanh của đại ngàn, đánh thức thiên nhiên, kêu gọi và gắn kết cả cộng đồng, cũng như là sợi dây vô hình kết nối con người với đấng linh thiêng trong tín ngưỡng muôn đời của người dân tộc thiểu số. Không riêng gì người Ba Na hay Xê Đăng bản địa, cồng chiêng truyền thống cũng theo chân người Mường, Thái, Tày Nùng di cư từ các tỉnh phía Bắc vào sinh sống ở quê hương thứ hai, để tạo nên một bức tranh văn hóa đa sắc màu, đậm đà bản sắc quê hương Đắc Hà. Khi mà bắt đầu mở cái lễ hội á, thì là phải có cái dàn hợp xướng này để chúng ta thu hút mọi bà con nghe tiếng cồng, tiếng chiêng, rồi là tiếng bàn nhạc quanh lóng đấy, thì bà con đều các công việc khác phải đình lại để đi tổ chức xong cái lễ hội về, mình mới bắt đầu triển khai làm tiếp. Ngày nay, không gian văn hóa cổng chiêng Tây Nguyên không chỉ còn là niềm tự hào riêng của người dân tộc thiểu số Tây Nguyên, mà đã trở thành niềm say mê chung của các dân tộc anh em cùng chung sống. Bên cạnh nét đặc sắc riêng biệt của mỗi dân tộc, văn hóa cổng chiêng xoang nơi huyện miền núi Đắc Hà có sự giao thoa hài hòa, tạo nên một nét đẹp tổng thể của không gian văn hóa cồng chiêng của nhiều dân tộc, vùng miền. Đến với lễ hội của buôn làng, sẽ không khó để bắt gặp hình ảnh những cô gái, chàng trai, dân tộc Kinh, Tày, Thái đang hòa mình vào nhịp chiêng, chung tay nối rộng những vòng xoang, cùng mời nhau thưởng thức vị nồng say của những ché rượu cần. Nhịp chiêng xoang đi qua bao mùa xuân đã trở thành nhịp cầu thắt chặt tình đoàn kết của các dân tộc anh em cùng chung sống trong mái nhà Kon Tum. Em cảm thấy rất là hào hứng và cảm thấy rất là tự hào, bởi vì mình là một người dân tộc Thái nhưng mà được sinh ra ở mảnh đất Tây Nguyên. Em thấy rất là tự hào bởi vì được hòa trong không khí của cái buổi lễ hội ngày hôm nay, em đã học được rất là nhiều cái nét phong tục tập quán của các dân tộc khác nhau. Đối với cái những cái bản sắc của dân tộc Tây Nguyên của mình á, em nghĩ là em nên tham gia nhiều hơn với những cái lễ hội như là múa cồng chiêng xoang ở đây, và em sẽ cố gắng tham gia và phát huy cái bản sắc dân tộc Tây Nguyên của các bạn. Trời đất Đắc Hà đang vào xuân, lòng người cũng hòa chung cùng trời non lộc biếc, phấn khởi vui mừng đón tiết xuân sang. Cùng với sự lớn mạnh trưởng thành của vùng đất Đắc Hà, những nhịp chiêng xoang qua bao năm tháng vẫn đang được gìn giữ phát huy bởi lớp lớp thế hệ các dân tộc anh em sống trên mảnh đất này. Và với bầu nhiệt huyết đam mê của những đóa hoa pơ lan đang hé nụ chào xuân, tin rằng mỗi một mùa xuân đến, vòng xoang của niềm tin, khát vọng của những giá trị truyền thống tốt đẹp trên quê hương Đắc Hà sẽ ngày càng được nới rộng hơn, bền chặt hơn.